Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mua tên miền domain ZNX nha các anh em, để săn airdrop retro asset trên nền tảng của Zcash Era nha các anh em. Thì để mua được tên miền thì tất cả anh em cần có một cái địa chỉ đó là địa chỉ MetaMask nha các anh em, và có phí gas đó là ETH trên mạng Zcash Era nha các anh em. Thì anh em nào không có thì có thể lên Brave nè, hoặc là xem lại những video của mình đã hướng dẫn cho tất cả anh em trên nền tảng của Zcash Era nha các anh em. Rồi sau đó anh em copy link min nè, mình vô đây mua tên miền thôi các anh em, ra tầm khoảng 50 đô. Rồi sau đó anh em dán vào việc wiki browser của tất cả anh em. Rồi tên miền hiện tại đang bán cái sale end là 2 ngày nữa các anh em, nên anh em cố gắng mua nhanh các anh em. Thì giờ đây anh em connect địa chỉ MetaMask mình, các anh em kết nối nè. Rồi đó là mạng Zcash Era Testnet MNS này các anh em. Rồi sau đó anh em bắt up ra đi. Rồi giờ đây anh em tìm kiếm nè, anh em gõ một từ khóa đại nào đi, mình là crypto đi. Rồi anh em bấm vào tìm kiếm nè. Rồi anh em bấm vào đăng ký nha các anh em. Mình sẽ tốn là ra là 0.0023 ETH nè, tầm khoảng vài đô à. Rồi tất cả anh em mở địa chỉ MetaMask anh em xác nhận nè. Rồi tên miền này là 5 đô ga lên khá là cao, gần 4 đô người ta là 9 đô hết ta. Lỡ làm cái video rồi quất luôn em ơi, tính đợi cho hạ ga một chút. Rồi quất luôn đi. Ok, vậy là mình được có một cái tên miền đó là crypto.zcashit nha các anh em. Là cái địa chỉ, là cái tên miền của mình đây nè. Tất cả anh em có thể copy tên miền này. Mình sell. Rồi, sau đó anh em nhấp vào đây nha. Anh em có thể mua tên miền xong, anh em có thể lưu cái tên miền mình vào anh em. Thì anh em lướt xuống nè. Anh em bấm vào đây nè. Bạn ghi cho được định nè. Em bắt cái tên em mình vào các anh em. Ê, sorry. Xem một bát địa chỉ, bắt cái địa chỉ mình vào nè. Rồi anh em có thể lưu nguyên tên em. Rồi mình xác nhận cái này. Anh em bấm lưu cái nữa. Sao mà nó... Rồi anh em mở địa chỉ MetaMask anh em xác nhận cái nữa nè. Xem nó lâu quá ta. Rồi rồi anh em xác nhận luôn anh em. Xác nhận. Rồi như vậy là xong anh em. Vậy mình đã hướng dẫn cho tất cả anh em mua tên miền domain Zcash khá là đơn giản các anh em. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn tất cả anh em vào những video tiếp theo từ mình nhé.